Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em. Trong cái video này em xin phép chia sẻ cho anh chị mình cái cách chúng ta thêm cái mạng Shiba Chain vào trong cái ví MetaMask và trong cái ví chết với lại anh chị nha. Để chúng ta thêm mạng vào sẵn đi. Thì sau này khi mà mainnet thì chúng ta có thể là rút về bên các ví đó anh chị ha, hoặc là sau này nếu mà có thay đổi cập nhật gì đó em sẽ update tiếp cho anh chị mình nắm. Cái kèo Shiba Bank này á là nói chung là giai đoạn nước rút của anh chị nha. Bây giờ là đầu tiên á em sẽ nói sơ qua về cái cách chúng ta đăng nhập hoặc là một số cái lỗi mà anh chị chúng ta không có vào được ha, và chúng ta phải làm sao. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ thêm cái mạng vào đơn giản anh chị ha. Đầu tiên anh chị sẽ vào trong cái nền tảng Twitter, nay nó là X, anh chị sẽ gõ cho em cái chữ là Shiba nè. Đó. Ở đây mình phải theo dõi đúng cái kênh của họ nha. Ở đây chị thấy Shiba Bank ở trên là một, và hoặc là cái Shiba Chain dưới là hai, nhưng mà anh chị cứ nhấp vào trên Shiba Bank có cái tích xanh đó, đây là cái kênh chính thống nè anh chị ha. Đây thì thời gian vừa rồi họ có cái cuộc AMA, em cũng đã có chia sẻ một số cái thông tin cơ bản trong cái cuộc AMA này rồi. Bây giờ anh chị chúng ta vào cái bốn người theo dõi ở đây, thì ở đây họ đang có bốn cái kênh chính thống nè. Một là cái anh ở đầu tiên á, là cái sale của dự án đó, tiến sĩ ha. Hai là Shiba Holding, ba là Shiba Chain là cái mạng lưới Shiba, hoặc cái thứ tư là Kata IT ha, về cái mảng công nghệ. Rồi thì anh chị có thể join vào các kênh đó để chúng ta cập nhật thông tin trong thời gian tới anh chị ha. Bây giờ nè, bây giờ cái cách á mà chúng ta đăng nhập, có nhiều anh chị nói là mấy ngày hôm nay không đăng nhập vào Shiba Bank được. Thì em vào trên chị thấy nè, đây á là em đang vào trên cái dạng là web nha. Anh chị thấy nè, đó, cái web nó như thế này. Rồi. Một số anh chị hiện tại chúng ta đang sử dụng app, thì cái app á anh chị vào CH Play gõ trên mạng Shira. Đây anh chị enter trên chị sẽ thấy nè. Để em đổi sang 4G đi. Đây nè anh chị, Shira. Thì á, nếu mà anh chị nào đang sử dụng cái app mà không vào được á, thì anh chị nên tải trên cái web về cho em ha. Anh chị lên cái web về chúng ta mới vào được. Và cái thứ hai nữa, ở phía dưới này nó mới có cái trình duyệt của cái chuỗi khối của họ, còn trên app á, là không có nha. Và một số anh chị đang bị lỗi nói là vào app không được, thì chúng ta nên xóa cái app, chúng ta tải cái web. Còn nếu anh chị đang sử dụng cái web mà không được thì xóa cái web vào cái app, hoặc là tắt điện thoại mở lên ha, hoặc là chuyển đổi mạng coi thử xem sao. Nó đang update nên là nó bị lỗi là cái vấn đề nó bình thường anh chị. Hoặc là có khi cái dòng điện thoại chúng ta yếu quá nó không có vào được cũng không chừng nha. Rồi em nói thêm nè, ở đây anh chị vào web chúng ta sẽ thấy phía dưới có cái mục là Explore Alpha, chúng ta nhấp vào. Họ đang update và phát triển cái phần này anh chị. Đây là cái trình duyệt trang chủ của cái chuỗi khối của họ. Ở đây anh chị thấy này, chúng ta nhấp vào ba chấm tròn phía bên phải, chọn chữ dịch giùm em ha. Chào mừng bạn đến với nhà thám hiểm chủ nè, em nói sơ ha. Tổng số khối là 635, thời gian trung bình khối là 1963,8 giây, tổng số giao dịch cũng là 635, địa chỉ ví là 335. Cái máy cái này cũng như là cái máy chủ á, anh chị thấy trong vòng 28 ngày qua nè, thì ở đây cũng có thông tin. Thì có thấy giao dịch, anh chị thấy không ạ? Đó. Thì ở đây em thấy cái phí á, tức là cái gas là tốn là 0,00004 KNG. Anh chị thấy không ạ? Nói chung cái này thời gian tới em nghĩ họ sẽ còn update nữa, cái này chưa rồi, chưa ổn định đâu, nó còn mới mà. Và cái kèo này vẫn còn khai thác được, đăng ký thì được 10 cái đồng Shiba Coin, với và giới thiệu cũng được 10 cái đồng Shiba Coin, và mỗi ngày chúng ta làm sẽ được 2 cái đồng Shiba Coin nha anh chị. Gán tận dụng nha. Thông tin liên quan về cái đăng ký nè, về cái KYC bước 1, bước 2 và bước 3 nè. Rồi cái cách để chúng ta chỉnh sửa edit trong cái tài khoản chúng ta nè. Rồi các thông tin liên quan thì anh chị xem hết cái phần mô tả giùm em nha. Em để rất là chi tiết, mình xem vào. Cũng như là cái thông tin chuỗi khối cái mạng Shiba Chain này em sẽ để dưới phần mô tả luôn. Anh chị join vào, chúng ta lấy. Hoặc là chúng ta vào các nhóm Telegram, Zalo, Facebook của em đó để chúng ta lấy ha. Đó là cái chuỗi khối nó cơ bản như vậy. Em chỉ nói cơ bản như vậy anh cho anh chị nắm ha. Nó quay trở lại đi anh chị. Rồi, thông tin về cái chuỗi khối nó là cái này đây. Đó. Cái này có hai cách chúng ta thêm. Một cái cách là chúng ta thêm bằng cái tự động, tức là khi anh chị vào cái ví, anh chị vào cái trình duyệt phía dưới nè, HTTPS nè, của bất cứ cái mạng nào, ở dưới nó sẽ có cái chữ là add vào cái ví MetaMask. Anh chị chỉ cần nhấp vào đó là chúng ta add theo cái tự động khá là nhanh và rất là chuẩn.
Còn cái trường hợp thứ hai là chúng ta thêm vào thủ công. Đối với anh chị người mới á, em nghĩ chúng ta nên làm thủ công để chúng ta biết cái thao tác quy trình. Còn chúng ta đã biết rồi thì chúng ta cứ làm tự động cho nó nhanh. Và có một số cái mạng nó mới quá, chúng ta sẽ không thêm tự động được. Giống như cái mạng Sirache này, khi anh chị dùng cái điện thoại giống em, anh chị vào cái trình duyệt phía dưới này nè, nhưng mà anh chị add vào nó sẽ không vào tự động đâu, mà chúng ta phải add bằng thủ công. Còn nếu mà anh chị nào sử dụng bằng cái máy vi tính á, là chúng ta add tự động được nha. Nó có hai chia ra như vậy. Rồi bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ thêm vào cái ví MetaMask trước nha anh chị. Ví MetaMask nào mở lên. Ở đây chị sẽ thấy ha, đây nè, đó. Đây là em đang ở bên cái mạng lưới là BNB Smart Chain. Bây giờ anh chị muốn thêm mạng á, thì chúng ta phải làm như sau nha. Để em coi cái nó, bây giờ anh chị nhấp vào cái mục biểu tượng cài đặt phía dưới bên phải nè. Anh chị kéo lên nha. Ở đây chị sẽ thấy cái chữ mạng đúng không ạ? Chúng ta nhấp vào nha. Anh chị sẽ thấy cái mục thêm mạng ở dưới nè. Ở đây chúng ta nhấp vào bên phải có cái mạng tùy chỉnh đó. Là chúng ta thêm. Anh chị cần phải thêm đúng cho em là 5 cái trường này. Rồi tương ứng với nó nè. Đầu tiên là cái tên mạng là Sirache. Cái tên mạng này anh chị đặt sao cũng được. Đặt sao mà anh chị hiểu là được. Nó không có khó khăn ở chỗ này đâu. Ví dụ em đặt Sirache nè, Network nè, đó, bình thường ha. Nhưng mà quan trọng cái URL nè, anh chị ha, phải đúng nè. Nè, anh chị phải sao chép nè ha, cái URL nè, đó, sao chép, phải đúng, cái đó phải đúng mới được, dán vào đây. ID chuỗi nè, chúng ta sẽ ID chuỗi này cũng phải đúng nha. Dán vào. Đôi lúc anh chị làm nó bị lỗi nha, thì chúng ta nên tắt điện thoại, chúng ta mở, chúng ta làm tiếp theo anh chị ha. Và cái gì ạ? Ký hiệu nè, ký hiệu cái động của nó là KNG. Là cái biểu tượng đó anh chị. Giống như co thì nó là co, BNB nó là BNB đó. Rồi cuối cùng nè, cái này là phải đúng luôn nè. Đó. Dán vào cho em nha. Nhấp vào thêm cho em. Rồi anh chị nhấp vào đã hiểu nè, là chúng ta chuyển sang cái mạng Sirache Network nha. Đó anh chị thấy không ạ? Đó. Rồi thì sau này chỉ cần một cái dự án nào nó có token nó chạy trên cái mạng lưới này thì chúng ta chỉ cần vào đây chúng ta nhập cái mục token nè. Sau đó chị dán con trách vào, anh chị chờ khoảng vài giây là nó sẽ ra. Giống như cái mạng BNB hay là ETH hay là CO hay là Arbitrum gì đó. Năm nay như vậy. Rồi cái ví MetaMask là xong đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ về cái ví chấp với lạp cho em nè. Nhấp vào. Cái ví chấp với lạp thì đơn giản, không có khó như là bên cái ví MetaMask đâu. Anh chị nhấp vào cái biểu tượng ba gạch phía trên bên phải nè. Sau đó anh chị nhấp vào cái dấu cộng phía bên phải giúp em ha. Ở đây anh chị người mới gán xem cái này để chúng ta biết ha. Ở đây nó có hai cái dạng chúng ta thêm một cái token. Ví dụ như em nói thêm, ví dụ như cái đồng của chúng ta làm nó trên cái mạng Ethereum thì chúng ta chỉ cần sao chép cái con, dán cái con, chúng ta dán cái con trách nó vào đây thôi là được anh chị nha. Và một, nếu mà nó có sẵn thì nó sẽ tự động lên cái chỗ tên nè, mã số tập phân. Còn nếu mà nó chưa có thì chúng ta cũng bắt buộc phải nhập tên thủ công, mã thủ công và số tập phân thủ công vào ha. Còn ở đây chúng ta đang làm thêm cái mạng lưới mới thì anh chị phải thấy phía bên phải nó có cái chữ mạng lưới, nhấp vào đó cho em. Ở đây thì nó cũng chỉ chúng ta sẽ cần bốn cái này nè. Đó. Ha, nó đơn giản. Bây giờ chúng ta cái tên thì chúng ta cũng sẽ để cho em là Sira. Anh chị để như thế nào cũng được hết trơn á, chỉ cần chúng ta mà biết nó là cái mạng lưới nào là được à. Cái mã của nó, cái mã nó chính là cái gì anh chị? Cái mã của nó
Em nhớ không lầm là cái này nè, cái mã chủ, để chúng ta làm sai thì chúng ta làm tiếp, không có gì hết anh chị. Tại lâu rồi em cũng không thêm ép vào cái dạng này nữa. Đó. Rồi, tiếp theo nè. Chúng ta sẽ lấy cái liên đầu tiên nha. UGL là cái liên đầu tiên anh chị thấy không ạ? Rồi. Ở dưới đây nè. UGL trình khám phá khối, sao chép cho em ha. Đó. Rồi chúng ta chọn lưu lại. Rồi chúng ta nhấp vào hoàn tất. Ở đây anh chị sẽ kéo lên nha, để mình xem coi nó nằm ở đâu. Ở đây anh chị sẽ thấy nè, cái này là do cái chỗ nãy chúng ta làm nó sai nè, thì sai chúng ta sửa. Nhấp vào nó cho em. Đúng không ạ? Rồi ở đây đấy. Tại lâu quá, lúc mà nó update tới giờ em không có thêm nên là nó bị lỗi chỗ này. Rồi không sao, anh chị kéo sang phải nè, chúng ta xóa nó nha. Đó, mình làm sai thì mình sửa thôi anh chị, làm nhiều mới biết. Anh chị nhấp vào cái ba gạch ngang phía trên bên phải làm tiếp nè, nhấp vào cái dấu cộng tiếp nè, chọn cái mạng lưới cho em nè, tên nè. Cho em là Sierra nha. Sierra Chain Network. Cái mã của nó thì chúng ta nhập KNG mới đúng nha. Là cái tên ký hiệu của cái tóc cành của, em nhầm, ký hiệu của cái coi nó là KNR như thế không ạ? Đúng không? Rồi tiếp theo nè, chúng ta sẽ sao chép cái mạng này. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn cho em UGL node. Đó, tiếp tục ở dưới đây là cái trình khám phá khối ha, sao chép nè. Rồi dán vào. Sau đó anh chị enter nha. Hoàn tất. Rồi chúng ta kéo lên. Ở đây chị sẽ thấy nè, KNG. Đó. Nó là như vậy. Nó là coin anh chị thấy không ạ? Còn nếu mà nó là tóc cành chạy trên, chạy nhờ trên một cái mạng lưới nào, nó sẽ là cái chữ tóc cành, hoặc là nó sẽ là bên đây nó để là BEP20 hay này kia như vậy đó. Ví dụ như chúng ta vào cái đồng tròn này đi. Nó sẽ là coin. Còn cái đồng V này đi thì nó sẽ là để BEP20, tức là nó chạy trên cái mạng nào nó sẽ là trên cái mạng đó anh chị ha. Rồi em xin phép dừng video nha mọi người. Thông tin liên quan anh chị xem dưới phần mô tả giùm em nha.